ngay bây giờ đại diện của Hanel, TTD Group và Elvis. Chúng tôi xin được mời đại diện các đơn vị tài trợ lên sân khấu và xin được trân trọng kính mời ông Giang Thành, trưởng ban tổ chức, và bà Quỳnh Trang, đại diện của công ty Ý Tưởng Vàng lên sân khấu để tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng với chương trình. Xin trân trọng kính mời.